Mới đây, tạp chí The Travel đã đưa ra danh sách gợi ý những điểm đến hấp dẫn tại khu vực Đông Nam Á dành cho khách du lịch muốn khám phá, trải nghiệm văn hóa, cảnh đẹp của các quốc gia nằm trong khu vực này. Trong đó có thủ đô Hà Nội. Tạp chí The Travel đã giới thiệu Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, bắt đầu mở cửa đón khách du lịch vào những năm 1990 và hiện là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Du khách có thể tìm thấy nhiều khách sạn, cửa hàng, quán ăn trong các khu phố cổ. Và Văn Miếu cũng là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất của thành phố. Ban đầu Văn Miếu được xây dựng như một trường đại học vào thế kỷ thứ 11. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một điểm đến mà các bạn nhất định sẽ phải ghé thăm khi đến với Hà Nội.